sana tak ada mai jauh lah. Ini lebih lahir. Tangkong. Đá này họ may được. Hy vọng là có nhé. Không, chỗ kia không hy vọng thế nào. Chặt cái hố này xong. Đấy là xin mình xử tiếp. Này cái hố này hy vọng sẽ có thôi.
không có được chiếc mẹ này. Ngày nay coi như mình không may mắn nè mọi người. Thịt anh quá trời. Sao phía là vùng này không có sao. Ruby cũng chẳng thấy luôn. Móc nãy giờ, móc này móc ha, móc hố nãy giờ. Móc muốn dột cả tay. Anh trụ rất là nhỏ. Ruby nha. Ruby mọi người ơi. Cà nữa. Khá là cứng. Ruby. À, một viên ruby. Yeah, đây có ruby. Rất là cứng luôn. Đây đó, một viên. Không là bươi trong cái bãi đá này cũng còn viên. Để đây. Mình đi bơi tiếp đây. Có. Mình sẽ bới cái hố này. Múc quá. Ở đây là khá nhiều rồi.
Chưa, mới lên. Tìm đá quý. Điều chú. Nhiều không? Thì nói là mất cười lên nước cục đất màu đỏ từ nâu ruby mài ra không đất không nay lúc nãy có mấy người đi rừng người ta về người ta hỏi Trung Quốc đá quý mà dễ kiếm thì nó đâu còn là đá quý nữa đâu mọi người. Mình đang đứng trên đỉnh một con thác này. Ý kia là thác, trượt một phát là bay dưới kia luôn. Không có. Trung Quốc. Ừ. Cái này như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ đi cái khu màu xanh. Anh quả gì ui nội chết cha nội luôn. Thôi bây giờ mình tiếp tục lên đường thì kiếm được khách chỗ này không có rồi, càng thấy càng đi mệt quá.